Vâng, xin chào toàn thể anh em audio đã lại một lần nữa quay lại với Phạm Thức Audio trong ngày 24 tháng 3. Và trong ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu tiếp đến quý vị các bạn cặp loa BMB450C, hàng bao zin cho anh em và gần cũng zin, gần ba cũng zin. Và em test con răng ua 203A cho một anh ấy ở trên Lào Cai. Con 203A này thì em đã chụp ảnh ruột gan đầy đủ, gửi hình qua Zalo cho anh rồi, anh chốt rồi. Và đây em sẽ test sau, còn bây giờ giới thiệu về cặp loa BMB450C đã. 450C thì nó được thiết kế bát 25 và một chung và một tép của một loa. Cặp loa này thì hàng bên em về thì rất đẹp, gân zin đây, anh em nhìn này. Gân zin và gân rất đẹp luôn. Lấy một cặp gân ra đây. Đây, gân nó rất đẹp nhá và vẫn hoạt động tốt, trơn tru luôn. Gân rất mềm và đẹp. Gân zin của nó thì luôn luôn có ánh cát khi chúng ta bật flash lên như này. Đây các bác nhìn này. Nó sẽ có cái ánh cát khi chúng ta nhấc nhấc lên nhảy, nó có ánh cát. Đây. Và dòng BMB thì cái râu này của nó luôn luôn được buộc như này. Các bác nhìn kỹ nhá. Và cái mũi loa này của nó có độ nhăn nhất định như này. Thực sự ra mà dòng BMB thì bát của nó màu hơi xanh bổ đội nhẹ như này. Và chúng ta nhìn ngang ấy thì nó sẽ có một đường vòng tròn. Góc nào cũng thế, sẽ có nhìn đường tròn nha. Riêng loa BMB450C mà gân zin như này, nhà em bán ra là 5 triệu rưỡi một cặp. Và sẽ tặng thêm anh em một cặp gân. Cặp gân tốt và chuẩn. Đây, em sẽ bỏ vào trong thùng loa như này. Đây. Khi nào anh em hỏng thì anh em lôi ra, anh em cho thợ thay nhá. Chúng ta chỉ mất tí tiền công thay thôi, còn lại là gân đã có sẵn ở trong máy. Đấy, gân để sẵn như này cho anh em. Và cặp loa này là cặp loa chủng series. Đã là BMB450C thì nó phải được made in China như thế này, củ loa như này. Và số series đuôi cuối của nó là 0297. Đấy, 0297. Và hàng bên em thì luôn luôn dán tem góc như này để đảm bảo anh em là loa tép này cũng là chuẩn chỉ luôn. Đấy. Dòng BMB450C thì nó có cái họng kép bằng nhựa và nó tản nhịp là 3 kép như này, tạo thành 4 hướng, đều tiếng lắm. Nam châm toàn bộ nam châm kép. Bát đây. Và cũng có tem của bên em dán vô. Hàng còn rất đẹp luôn. Cổ côn đây. Đó. Nhện đây. Đảm bảo với anh em là hàng zin 100%. Còn đây là chiếc bên cạnh mà em đã đóng tinh tươm vào như thế này. Căng không vết thủng này. Rất đẹp. Đấy, loa sau khi đóng vào thì nó thành như vậy. Đây. Rồi, bắt ốc cái này vào đi. Tưởng chưa, cứ bắt ốc vào đi đã, chưa test. Đây nhá, em xin phép được quay cái độ đẹp của xung quanh của sản phẩm này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Gần như là không có một tí vết chày gì, gần như hàng line new luôn. Đấy. Line new, các bác nhìn thấy chưa? Đây này, đầy tem xanh nhá. Công suất là 500W, trở kháng 8 ohm. Số series là đuôi cuối là 5079027. Đây là đòn 7 bát tép của nó ở đây này. Chúng ta muốn nghe nhiều tép thì chúng ta gạt về bên nhiều tép. Còn nghe ít tép thì để về bên có chữ F-Plat. Đây. Đây, 203A. Con mà em đã quay cho bác và bác đã đặt tiền bên em. Tem này. Cổng tín hiệu ra loa. Anh em lưu ý nhá, tuyệt đối không được như em đâu nhá. Đây, như em biết thì em cắm dây loa thì em còn để tách cái đầu này ra và cẩn thận để riêng nhá. Nhưng mà nếu như anh em cắm ấy thì phải thật lưu ý. Chúng ta cắm xong tinh tươm dây rắc, kiểm tra kỹ càng từ đít loa vào đít âm ly. Sau đó chúng ta mới được quyền bật nguồn điện của âm ly lên. Không có nó chạm dây loa vào nhau là chết suất. Hoặc là cái dây dương kia chạm vào cái vỏ loa này, vỏ âm ly này thì sẽ bị hiện tượng là nghẹt tiếng luôn, tiếng nó sẽ bị vỡ. Đấy. Đây, bên em đang trong quá trình lắp nốt ốc của cái cặp loa bên này vào. Đây không phải là xước sát gì đâu nhá, anh em nhìn này, đây là bật. Đấy. Đẹp chưa?
căng đây, căng chiếc còn lại đây. Đấy, về độ đẹp của cặp loa thì em dám khẳng định với các bạn là rất đẹp, rất rất đẹp. Còn chiếc âm đi đây, sau khi lắp ốc xong em sẽ test chiếc âm đi này cho bác ấy. Và dòng 203A này thì bên em đang bán với giá là 3,5 triệu một chiếc. Đây em vẫn còn một con đây này. Dòng 203A thì chiếc áp của nó là chiếc áp gầy nhá. Đây, chiếc áp gầy. Con này đang bị thiếu mấy cái nút thì em đang chờ người ta gửi nút về cho em, cái nút xịn của nó luôn nhá. Dòng nút này thì không bao giờ có nút giả. Anh em cứ nhìn cái nút nào cũng như thế này thì là nút xịn, không bao giờ có nút giả, bởi vì dòng A mà. Đấy, không bao giờ có nút giả đâu. Đấy là điều đương nhiên nhá. Xong chưa? Đủ ốc chưa? Rồi, đóng căng vào. Cắm dây loa vào. Đây nhá, em xin phép dừng không nói nữa để test một đoạn video nhạc. Mời anh em cắm trực tiếp tín hiệu mạng từ điện thoại mạng vô vào để test. Gạt sang nút tép đi. Vâng, và đó là đoạn video test. Em đã test từng kênh một của con âm ly 203A và không hề cắm súp đâu nhé. Tiếng trầm của dòng xò sắt rất tốt. Và dòng BMB gân zin thì tiếng trầm ra nó bao giờ nó cũng có cái độ mềm mại hơn gân đã thay, kể cả là gân của bọn em đã thay. Nhưng về cái sự rủi ro của nó thì cái cặp gân này thì em cũng không dám cam kết. Đấy, nó chỉ đạt được khoảng chừng tầm 5 thôi. 5 hơn 5, hoặc cũng có thể không được 1 năm. Nhưng mà bây giờ đang là gân zin và đang hoạt động rất tốt. Giá thì em đã công bố rồi. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Thank you anh em đã xem và ủng hộ kênh.